Hello các bạn ơi, đây bữa nay mình sẽ ăn tôm Nhẫn các bạn nha. Bữa trưa của mình đây là nước sốt mà. Vẫn còn rất là lạnh luôn, dám còn chê vi. Oh my god, chê vi. Còn rất là lạnh luôn. Có thể là vẫn còn đông đá chút chút. Này các bạn, wow, còn đông đá các bạn ơi, để mình may cà phê xíu nha. Rồi các bạn xong, mời các bạn nha. Còn lạnh các bạn. Chua. Các bạn để ý microwave của các bạn á, là nó có chỗ để mình defrost, giống như là cho nó đã đông á, nó thành ra là các bạn có thể để ngay ngay cái đó. Nhưng mà cái món này á, ăn lạnh mới ngon nha, ăn nóng là không có ngon đâu. Nếu mà các bạn không có ăn được lạnh á thì chắc khỏi ăn. Tôm nào nó rất là ngon, nhưng mà có điều á, nhiều khi ăn chín nó lại không ngon nha, tùy theo loại tôm cũng vậy. Cũng giống như là tôm đỏ của Canada các bạn, rất là ngon các bạn nha. Mà nấu chín á, cái thịt nó lại bị bở mà nó lại không ngon. Tới ngày chơi với chơi mình không ạ? Sốt họ làm hơi chua nha. Không biết là tôm này á ăn với ớt bình thường mình ăn không biết ngon không. Rất là ngọt. Cắn vô cái nào, nó sực sực đấy đó, cái thịt của nó. Nhưng mà tất nhiên là không có bằng tôm Canada đâu nha. Tôm Canada là rất là ngọt để mà ăn lắm. Nhưng mà mình cảm thấy nó hơi nhớt các bạn không. Còn cái tôm đỏ mà vừa rồi mình ăn á, thật sự nó ngon lắm các bạn ơi. Nó cũng có nhớt nhưng mà với lại cái thịt nó nhiều á, nó rất là ngọt thịt. Là tưởng tượng mình mở ngay cái đường lớn đó, chắc là ồn mệt luôn.
mình cũng cũng đường lớn nhưng mà ý là nó sẽ vô bên trong chút xíu nè. Lâu lắm rồi mình không có ăn tôm hùm mà tự nhiên mình thấy thèm ăn tôm hùm. Jerry. Chê con chú lại. Jerry đi ra chỗ khác coi. Jerry. 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 Đi ra chỗ khác. Thằng lười mày. Nằm ra trên bàn một đống đồ, mình nói chung mình vẫn đang dọn đồ nhiều lắm thiệt luôn á, đồ rất là nhiều luôn. Hôm nay là dục nguyên cái thùng chà bá lửa mấy cái đôi giày của hai đứa rồi đó. Còn nhiều đồ để dục lắm, quần áo này kìa. Sáng mình đi chế biến, sáng mình đi chợ để mà mua đồ ăn cho nó á, mà nên thành ra là sẵn mua cái này là ở Walmart hình như là 10 đồng, để mua ăn thử rất là ngon nha các bạn, để cho nó tan đá luôn thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn. Chắc là khoảng mình để khoảng 3 tiếng thôi, mình nghĩ vậy, cỡ cỡ 3 tiếng để ngoài các bạn, khoảng 4 5 tiếng là nó tan mà ăn được, nhất là trời nóng mà. Bây giờ thì mình sẽ dừng video đây ha. Hẹn gặp các bạn lần sau.